Trân trọng chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với các chương trình của Lê Minh Trở lại với luận đàm thế sự Thưa quý vị và các bạn Ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục gặp nhau Chia sẻ những thông tin Bình luận cùng nhau Và cùng nhau trao đổi Nói chung là chúng ta ngày nào cũng gặp nhau rồi Cho nên là cũng không cần nói nhiều Quý vị và các bạn Xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng những cái like Để báo cho chúng tôi biết rằng là âm thanh hình ảnh Tất cả mọi thứ đều ok Và chúng ta ngày hôm nay Chúng ta đi vào chương trình thưa quý vị và các bạn có một điều cần phải nói đó là chiến tranh ukraine đang diễn ra theo một cách mà không ai lường trước được bây giờ thì trên chiến trường cả đôi bên đều đang vào một cái sự bế tắc mà tôi đã từng dự đoán từ năm ngoái đến giờ rồi tôi đã từng dự đoán rằng là cái cuộc chiến này nó rồi sẽ đi đến chiến tranh tiêu hao ở bế tắc cho cả đôi bên có nghĩa là không giải quyết được cái gì hết Chiến tranh tiêu hao nó là một cái khái niệm đó là khi mà cả hai bên đều tốn rất nhiều binh lực, vũ khí, đạn dược, nhu yếu phẩm, thế nhưng mà cuối cùng là không đạt được kết quả mang tính đột phá trên chiến trường, thì người ta gọi đó là chiến tranh tiêu hao, có nghĩa là cả đôi bên đều thiệt, không có bên nào giành được chiến thắng rõ ràng trên mặt trận. Và cuộc chiến tranh tiêu hao này thì nó đẩy ngược trở lại một cái áp lực đối với nền kinh tế, à, nền kinh tế sẽ phải sản xuất ra nhiều hơn nhanh hơn để mà phục vụ cho chiến tranh. Bây giờ thì nền kinh tế Ukraine thì cũng bị tàn phá dữ dội rồi, còn nền kinh tế Nga thì lại đang bị phương Tây trừng phạt như vậy. Tất nhiên Nga về lâu về dài họ sẽ có lợi hơn bởi vì họ có một cái nền kinh tế mà tự cấp tự túc cũng có thể là không sợ bị những cái đòn trừng phạt trong một cái khoảng thời gian ngắn nào đó. Họ vẫn có nhiên liệu, dầu mỏ khi đốt để bán, vân vân. Ở Ukraine thì vẫn có thể dựa vào xuất khẩu lương thực rồi dựa vào những cái sự viện trợ về mặt kinh tế của phương Tây để có thể duy trì động lực chiến tranh. Nhưng bây giờ thì cả đôi bên họ đều đã thấm mệt rồi, có thể nói là như vậy. Thưa quý vị và các bạn, thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn cập nhật cho quý vị đó là mới đây có một cái cuộc tấn công của Ukraine bằng HIMARS và tấn công vào cái vùng Skadovs mà Nga đang chiếm đóng và đã khiến nhiều sĩ quan nga cấp cao ở đây thiệt mạng. Theo các cái báo cáo thì các sĩ quan cấp cao của nga đã thiệt mạng trong những cuộc tấn công bằng HIMARS và các cuộc tấn công này thì nhắm vào khu vực Skadov ở miền nam Khezern. Bộ tình trạng khẩn cấp của khu vực này cho biết là 5 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương do các cuộc tấn công tên lửa của Ukraine. Còn đài Radio Liberty do Mỹ tài trợ thì trích dẫn các nguồn tin của nga và Ukraine đưa tin rằng là một số người thương vong trong đó là các cái sĩ quan cấp cao của Nga. Và cuộc tấn công bằng HIMARS của Kyiv đã phá hủy một tầng 2 của một tòa nhà. HIMARS do Mỹ cung cấp, nó đã cho phép Ukraine phá hủy các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của Nga. Tháng trước thì có những cái đoạn phim được cho là chiếu cảnh hậu quả của một cuộc tấn công HIMARS và một tiểu đoàn của Nga. Trung tâm kháng chiến quốc gia Ukraine thì họ cho biết là trong một cái thông báo mới nhất thì họ nói rằng là theo một cái thông tin chưa được xác minh thì cuộc tấn công đã đánh trúng một điểm triển khai tạm thời của cơ quan an ninh FSB của nga, à, FSB là cơ quan an ninh của nga, cơ quan an ninh ở cái vùng đó và nó khiến cho các sĩ quan cao cấp của nga là thiệt mạng. Ông Volodymyr Sando, người mà điện Kremlin bổ nhiệm làm lãnh đạo khu vực Khe Sơn ở miền Nam Ukraine sau khi mà khu vực này bị chiếm đóng trong cuộc chiến tranh của ông Putin vào năm ngoái thì cho biết trên kênh Telegram của ông ấy rằng là Ukraine đã phóng hai tên lửa vào khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương và một tên lửa đã bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng không còn một tên lửa khác thì họ không nói rõ là gây thiệt hại gì. Ủy ban điều tra Nga vào hôm thứ năm họ cho biết là họ đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ tấn công này và theo điều tra thì ngày 9 tháng 11 Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Skadovsk, vùng Kherson, khiến cho một công trình dân sự bị hư hại, có người thiệt mạng và những người bị thương đang được chăm sóc y tế. Và vụ tấn công này nó diễn ra chỉ vài ngày sau khi mà có một cái vụ là ba đại tá nga được cho là đã thiệt mạng khi mà lực lượng Ukraine họ bắn một cái tên lửa vào trụ sở của nhóm quân sự Dnipro của nga tại vùng Kherson. Và bây giờ thì các cuộc tấn công của Ukraine vào Kherson nó lại đang ngày càng nhiều hơn. Thông tin nội bộ từ lực lượng an ninh Nga cũng như là các cái tổ chức mà theo dõi quan sát cuộc chiến này độc lập, họ đều xác nhận cái thông tin đó. Ba sĩ quan Nga cấp tá đã thiệt mạng vào ngay hôm 1 tháng 11 đầu tháng. Còn bây giờ là gần giữa tháng thì lại có một vụ tấn công khác. Cái vụ tấn công khiến ba sĩ quan cấp tá Nga thiệt mạng là bằng ATACMS. Còn bây giờ thì là bằng HIMARS. Trong khi đó thì Bộ Quốc phòng Anh mới đây trong một bản cập nhật tình báo hàng ngày của mình thì họ cho biết là quân đội Nga đang bị giàn trải quá mức do cuộc chiến ở Ukraine. Cái bản cập nhật tình báo đó thì ngày nào họ cũng có thực cập nhật và những thông tin tình báo này là họ public luôn ở trên cái trang X của họ. Trong bản cập nhật này thì Bộ Quốc phòng Anh cho biết là việc Nga có thể là uh, kiệt sức tái phân bổ các hệ thống tên lửa đối không đến các cái vùng xa xôi trên lãnh thổ của mình để mà duy trì tầm bao phủ trên lãnh thổ Crimea nó cho thấy là cuộc chiến này đang khiến quân đội của họ căng thẳng. Uh, ví dụ như là cái loại tên lửa SA-21 uh, tầm xa Sam Rồi các cái loại tên lửa khác có tầm bắn lên tới 400 km. Nga đang phải triển khai những cái tên lửa quan trọng ở những cái vùng mà uh, biên giới quan trọng của mình. Và nó sẽ khiến cho cái lực lượng phòng không của Nga uh, tự nó là sẽ yếu đi. Và cái việc quân Nga phải dàn trải rộng như vậy À, nó sẽ khiến cho lực lượng của họ bị dàn mỏng và rất khó có thể là có được một cái uh, sức mạnh đủ để mà uh, khiến cho Ukraine uh, thất bại. Chúng ta có thể thấy rằng là Ukraine và nga hai nước đang trải qua những cái giờ phút mà thực sự là căng thẳng Bởi vì thế nào? Bởi vì là bây giờ cuộc chiến nó sẽ khiến cho nội bộ của họ gặp nhiều vấn đề hơn Mới đây thì cũng có những cái thông tin đó là Ukraine là nội bộ cũng khá là lùng củng Khi mà Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov Rồi với lại là ông Zelensky là hai người bất đồng với nhau về cái việc đó là xem là cuộc chiến này nó đang rơi vào thế bế tắc hay là không. Ông Zaluni thì ông ấy nói rằng là cuộc chiến này đang rơi vào thế bế tắc. Còn ông Putin thì nói rằng là không nên nói là bế tắc. À xin lỗi không ông Putin mà là ông Zelensky thì ông nói như vậy. Ông nói là nói như vậy là chỉ để khiến cho nga uh, mạnh mẽ hơn thôi. Đó. À, Bộ chỉ huy quân sự nga. Theo đánh giá của ISW, có thể sẽ gặp khó khăn trong việc bố trí lại lực lượng tiếp viện có hiệu quả chiến đấu cao để mà nhằm đáp trả các hoạt động đang diễn ra của Ukraine tại phía đông của tỉnh Kherson. Trong khi mà Nga cũng đang phải tiến hành các hoạt động phòng ngự ở phía tây Zaporizhia và nỗ lực tấn công ở miền đông. Các blogger Nga tuyên bố vào ngày 9 tháng 11 rằng các lực lượng Ukraine cũng đã thiết lập được quyền kiểm soát ở các vị trí mới tại Krynky, một ngôi làng cách thành phố Kherson 30 km về phía đông bắc và cách sông Pro 2 km. À Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào các vị trí của Nga ở phía nam và tây nam của khu định cư Krinky này. Các blogger người Nga tuyên bố rằng có thông tin cho rằng là Ukraine đã tiến tới các khu vực rừng là phía nam của Krinky và lực lượng của họ cũng tấn công gần Poima, cách thành phố Kherson 12 km về phía đông và cách Pro con sông này 4 km. Như vậy là bộ chỉ huy của Nga có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc là tái triển khai các đơn vị từ các cái nơi khác ở trên chiến trường. Nếu như mà cái khu vực này họ chiến đấu tương đối kém hiệu quả. Và các lực lượng hiện sẵn có ở Khe Sơn của họ dường như không đủ khả năng để chặn đáp trả các hoạt động của Ukraine ở bờ Đông. Và việc tái triển khai các thành phần đáng kể của sư đoàn dù số 7 hoặc là các cái đội hình và đơn vị dù khác ở phía Tây Zaporizhia nó cũng sẽ làm gián đoạn các cái hoạt động phòng thủ của Nga ở đó. Trong khi đó thì Nga được cho là cũng đang tiếp tục tích lũy lực lượng để duy trì nỗ lực tấn công của Nga ở Adivka và các hoạt động tấn công cục bộ ở các tỉnh Kharkiv hay là Luhansk. Cho nên bất kỳ cái việc mà điều động binh sĩ nào của Nga sang hướng Khe Sơn đều có thể làm suy giảm khả năng của Nga trong việc duy trì các cái nỗ lực này. Ở Bắc Mút thì Nga cũng đang tăng cường tấn công. À, tại khu vực Bắc Mút thì dường như là Nga cũng đã chuyển từ thế thủ Sang thế công Bắc Mút cũng là cái nơi mà Ukraine đã Chiến đấu với Nga trong rất nhiều Cái ngày qua rồi Và người ta đánh giá là Các hoạt động tấn công cục bộ ở phía Tây Bắc Và Tây Nam Bắc Mút của Nga đó Có thể là các cuộc tấn công mang tính chiến thuật để mà tạo ra một cái cơ hội Để khiến cho Ukraine phải tái phân bổ các nguồn lực ra khỏi Bắc Mút Và không vây hãm được Bắc Mút nữa Và trong những ngày gần đây thì một số blogger họ nói rằng là uh, Cường độ tấn công Bắc Mút của pháo binh và lực lượng mặt đất của Ukraine Nó đã giảm trong những ngày gần đây Một phần là vì Ukraine họ đã tái triển khai đến các khu vực khác của mặt trận và Nga có thể lợi dụng cái việc đó để tấn công cục bộ và giành được những cái chiến thắng chiến thuật ở xung quanh Bắc Mút. Trong khi đó thì một tàu một tên lửa của Nga được cho là đã bắn trúng một cái tàu chở hàng khi mà nó đang cập cảng Odessa ở biển Đen của Ukraina, khiến cái thuyền trưởng bị thiệt mạng, bốn người khác bị thương, thưa quý vị. À, Biển Đen lại đang nóng lên rồi. Trước đây thì các hoạt động mà xuất khẩu ngũ cốc như vậy thì Nga đã có thể là phong tỏa được nhưng bây giờ khi mà Ukraine họ giành được Biển Đen rồi, thì những cái hoạt động như này của Nga họ đang quấy phá cái việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine rồi. Bộ chỉ huy quân sự miền Nam Ukraine họ cho biết là một máy bay chiến thuật của Nga ở Biển Đen đã phóng tên lửa chống radar vào tàu này vào chiều thứ tư. Và tên lửa đã bắn trúng cấu trúc thượng tầng của một cái tàu dân sự treo cờ Liberia vào thời điểm mà tàu này đang tiến vào cảng. Thuyền trưởng 43 tuổi của con tàu này đã thiệt mạng. Ba thuyền viên người Philippines và một công nhân cảng cũng bị thương. Nó cho thấy uh, sự nguy hiểm trong cái việc mà đi lại ở cái khu vực này. Odessa vẫn đang bị tấn công tên lửa quý vị nhé nga đã nhiều lần tấn công các cái cảng biển ukraine kể từ khi mà họ rút khỏi thỏa thuận uh, ngũ cốc do liên hợp quốc làm trung gian để mà có thể vận chuyển ngũ cốc an toàn qua biển đen và sau khi nga rút khỏi cái uh, thỏa thuận này thì ukraine đã phát động một cái cuộc tấn công hàng loạt vào các cái cảng của nga và mở một cái hành lang nhân đạo của riêng mình và cố gắng vượt qua sự phong tỏa của nga Bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraine Alexander Kufrakov cho biết là con tàu này được cho là chở quặng sắt đến Trung Quốc và đồng thời mô tả thiệt hại to lớn mà các cuộc tấn công của Nga đã gây ra cho cơ sở hạ tầng của Ukraine. Và đây đã là cuộc tấn công thứ 21 nhằm vào các cái cảng ở Biển Đen tại khu vực Odessa kể từ khi mà Nga rời bỏ thỏa thuận cung cốc vào tháng 7. Và trong thời gian này thì Nga đã phá hủy 160 cơ sở hạ tầng và 122 phương tiện vận tải. Đó lại là một câu chuyện cũng khá quan trọng Cái điều đáng chớ trêu đó là cái việc Là cái con tàu này nó lại đang chở quạng sắt đến với Trung Quốc Đó Quạng sắt với Trung Quốc Quạng sắt đó là cái 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 đồng minh của Nga đấy Trung Quốc là đồng minh của Nga đấy Nhưng mà cuối cùng thì con tàu lại bị tấn công Thế mới buồn cười thưa quý vị Đây là cuộc chiến mà đôi bên sẽ còn phải thực hiện rất nhiều những cái thao tác như vậy. Cứ bên này tấn công thì bên kia phong tỏa, bên kia phong tỏa, bên này phòng ngự vân 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 vân. Rất nhiều thứ đáng phải nói về cuộc chiến này. Trong khi đó thì chúng ta cũng sẽ cập nhật một chút về tình hình ở Israel, một cái điểm nóng khác của thế giới thưa quý vị và các bạn. Israel và Palestine, cuộc xung đột của họ bây giờ như thế nào? Theo những thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, thì Israel cho biết là 80.000 người đã rời khỏi phía bắc Gaza vào hôm thứ Năm vừa rồi. Quân đội Israel đang tiến về trung tâm thành phố Gaza, trong khi các quan chức Israel cho biết là 80.000 cư dân đã di chuyển về phía Nam vào hôm thứ Năm. Đây được cho là cái cuộc di chuyển lớn nhất cho đến nay trong 5 ngày kể từ khi mà hành lang nhân đạo được mở ra tại khu vực Gaza này. Đó. Quân đội cho biết là họ đang tiếp cận Trung tâm hoạt động tình báo và tác chiến Của Hamas tại một khu vực Tại thành phố Gaza gần bệnh viện Al-Sifa Quân đội cho biết là khu vực này Là nơi có phòng chiến tranh để chỉ đạo chiến đấu Một sân tập lớn Và các nhà máy sản xuất đạn dược Dùng để mà chế tạo tên lửa Tên lửa chống tăng, máy bay không người lái Và các loại chất nổ khác Quân đội Israel cho biết các trường mẫu giáo Và nhà thờ Hồi giáo đều ở gần đó Phiến quân Hamas Họ có một cái cách bố trí đó là họ thường bố trí những cái cơ sở quân sự của họ ẩn nấp ở bên trong của dân. Cho nên là những cuộc tấn công của Israel nhằm vào đó thì thường là cũng kèm theo cái việc là khiến cho thường dân thiệt mạng. Cho nên họ đã gần đây thì họ đã có một cái quy định đó là 4 tiếng ngừng bắn mỗi ngày để cho dân thường của giải Gaza có thể di chuyển về phía Nam. Nhưng vẫn còn vài trăm ngàn dân thường là không đi và họ là quyết định là ở lại cái thành phố Gaza đó, trong khi thành phố này đang bị bao vây. Cho nên điều đó khiến cho nhiều người nói rằng là đang có một cái cuộc khủng hoảng nhân đạo ở đó. Và Israel thì chắc chắn là họ không thể đợi lâu được. Họ nói rằng là thời gian càng dài thì Hamas sẽ càng có cơ hội để mà tập hợp lực lượng và nói chung là chống cự. Cho nên họ nói rằng họ sẽ tấn công. Họ sẽ tấn công mạnh sớm. Bây giờ thì hành lang nhân đạo vẫn đang mở ra Và những người dân làm Tôi nghĩ rằng nếu như muốn có yêu cầu Muốn có nhu cầu mà di rời Thì họ hoàn toàn có thể đi được Đó. Mỹ và các nước đồng minh Thì họ cũng đang gây áp lực lên Israel Để cho phép nhiều viện trợ nhân đạo hơn Và nhiều lối đi an toàn hơn cho thường dân bị mắc kẹt Người phát ngôn Nhà Trắng vào hôm thứ Năm cho biết là Israel đã đồng ý với cái kế hoạch đó là tạm dừng 4 giờ hàng ngày, tạm ngừng bắn 4 giờ hàng ngày trong cái việc bắn phá miền Bắc Gaza để người dân có thể đi. Còn trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào tối thứ năm thì thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận kế hoạch tạm dừng vì lý do nhân đạo nhưng cho biết giao tranh sẽ tiếp tục ở các khu vực khác vào cái thời điểm đó. Rồi cả Mỹ với Israel đều từ chối lời kêu gọi ngừng bắn và điều này có nghĩa là uh, chấm dứt giao tranh bằng thương lượng hoặc ngừng chiến đơn phương nó sẽ không thể xảy ra và cuộc chiến này sẽ có thể kéo dài không bên nào chịu ngừng bắn cả phiến quân Hamas họ đang bắt giữ 239 con tin thuộc các quốc tịch khác nhau bây giờ thì Mỹ cũng đã gây ra nhiều áp lực hơn cho Israel Mỹ là cái nước mà đối tác quân sự hàng đầu của Israel mỗi năm cấp cho Israel 4 tỷ đô đó. chả lẽ tôi nói mà anh không nghe à? đúng không ạ? có điều đặc biệt là như vậy. cho nên Israel cũng chưa thể đánh mạnh được. và người dân tại giải Gaza thì họ vẫn đang sống trong cái cảnh rất là khổ sở, phải rời bỏ gia đình, phải đi tị nạn, đi khắp nơi thưa quý vị. các bệnh viện à, vốn đóng vai trò là huyết mạch chính của khu vực à, phía Bắc Gaza nó đã trở thành trung tâm của cuộc chiến này. Hàng chục nghìn người Palestine đã trú ẩn tại các cái bệnh viện như là Al-Sifa, cắm trại trên hành lang của khu phức hợp rộng lớn mà đang bị thiếu hụt cái nhiên liệu một cách nghiêm trọng, thuốc men, thuốc sát trùng và các vật tư khác. Hàng chục ngàn người ở đó và những đoạn video được quay bên trong Al-Sifa cho thấy là các bệnh nhân đang được điều trị trên sàn bệnh viện và một số người thì có vết thương đang mưng mủ nói chung là rất khổ sở. chỉ có dân thường là khổ sở thôi và thi thoảng lại có những cái vụ tấn công uh, bom rơi đạn lạc nó khiến rất nhiều thương vong thưa quý vị những cái cảnh quay cảm thấy vô cùng khổ sở cho người dân các nhân viên y tế thì họ lo ngại là các cái bệnh viện này uh, nó sẽ bị tấn công trực tiếp Israel thì cho biết là họ đã chia sẻ các cái thông tin tình báo với các cái đồng minh phương Tây và um, cho thấy là các cái bệnh viện ở Gaza nằm ở phía trên mạng lưới đường hầm cung cấp nhiên liệu và vũ khí cho phiến quân Hamas. Còn Hamas thì lại bác bỏ, nói rằng là các bệnh viện ở Gaza nó chỉ được sử dụng để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp mà thôi. Nói chung rất khó. Hamas thì tôi nghĩ rằng họ đã lợi dụng cái điều đó, họ xây dựng các cơ sở hầm ngầm của mình ngay dưới các bệnh viện. Chuyện đó là cái chuyện mà không thể phủ nhận được. Các bệnh viện đó thì thực sự mà nói là cái bình phong che giấu cho các đường hầm của Hamas. Có một số cái bản đồ tình báo cung cấp cho thấy điều đó rất rõ ràng những cái hình chữ thập ở trên bản đồ nó thể hiện đó là cái nơi mà có bệnh viện và ở gần đó thì toàn là những cái đường hầm phức tạp ở dưới thôi. Rất ghê gớm đấy. Cho đến lúc này thì có đã có hơn 10.800 người thiệt mạng trong chiến tranh. 10.800 người thiệt mạng và hàng ba bốn chục ngàn người mà bị thương nữa, người dân thì thiếu thốn trầm trọng, chỉ có thể ăn những cái đồ ăn như vậy thôi, các phiến quân thì đụng độ liên tục với lại quân đội Israel nói chung đây cũng sẽ lại là một cuộc chiến Ukraine nữa, chắc chắn với quý vị là như vậy, nó sẽ lại là một cuộc chiến nữa, một cuộc chiến mà không có điểm kết, không có hồi kết. Quý vị và các bạn xin hãy đăng ký kênh tri thức mới của chúng tôi để mà tiếp tục có thể gặp gỡ lại được Lê Minh trên một cái nền tảng trên một cái kênh khác. Tôi nghĩ rằng là quý vị và các bạn cũng đã biết về kênh tri thức mới rồi. Thời gian gần đây thì cũng đã được YouTube đề xuất khá là nhiều Nhưng tôi vẫn cần rất nhiều sự ủng hộ của quý vị Để giúp cho kênh của chúng tôi tiếp tục lan tỏa mạnh hơn nữa trong thời gian tới Xin mỗi quý vị ở đây hãy cho chúng tôi một đăng ký kênh chính thức mới Và quý vị hãy xem những cái clip ở trên này Mỗi ngày chúng tôi sẽ có hai clip đăng đều đặn Về rất nhiều chủ đề, lịch sử, văn hóa địa lý, xung đột, chiến tranh, chính trị, vân vân. Hy vọng là sẽ thỏa mãn được nhu cầu của quý vị. Những nhu cầu mà trong các chương trình livestream của tôi, tôi vẫn chưa thể nào mà thỏa mãn được quý vị. Thì trong các cái chương trình trên trí thức mới thì tôi sẽ cố gắng thể hiện ở một cái phong cách khác hơn. Còn bây giờ thì sẽ đến phần giao lưu với khán giả quý vị hãy đặt ra những câu hỏi và chúng tôi sẽ trả lời trong vòng chục phút để có thể là chúng ta có thể uh, uh, giao lưu với nhau. khán giả lộc lê vừa hỏi là tôi xem nhiều clip nói rằng là tổng tư lệnh quốc phòng Ukraine yêu cầu nhân dân phản kháng và có thể cầm súng chiến đấu lại lực lượng của tổng thống Ukraine có đúng không? Uh, có lẽ là đấy là một số cái fake news thôi. Uh, trong nội bộ Ukraine thì uh, Họ có bất đồng về chiến tranh nhưng không phải là cái chuyện mà có thể là cầm súng để mà đánh nhau như thế. Tôi nghĩ đó là fake news, tôi chưa nhận được cái thông tin nào như vậy hết. Thời buổi bây giờ fake news nhiều lắm quý vị ạ. Cho nên quý vị hãy chọn lọc, thực sự mà nói quý vị. Khán giả Phạm Cường xin hỏi Lê Minh, Mỹ và châu Âu đã lừa gạt Ukraine, liệu Mỹ và châu Âu có bỏ rơi không? nói lừa gạt thì cũng là hơi nặng quá thế nhưng mà bây giờ thì rõ ràng là trong kho viện trợ của họ không còn quá nhiều tiền bạc và vũ khí để mà viện trợ cho ukraine nữa chiến tranh cứ kéo dài liên miên như thế này thì cũng không ai có đủ kiên nhẫn để mà viện trợ thêm à, tất cả các quốc gia họ đều phải lo cho chính mình cho nên tôi nghĩ rằng là ukraine muốn thắng được nga thì họ vẫn phải dựa vào sức mình là chính mà thôi dựa vào binh lực của mình dựa vào kinh nghiệm tác chiến của mình và dựa vào cái sự khôn khéo của mình mà thôi à, hỗ trợ từ bên ngoài Tuy nó rất cần thiết nhưng nó sẽ không phải là yếu tố mà quyết định chiến thắng cho họ. Khán giả Công Nguyễn hỏi là uh, nếu Đài Loan xảy ra chiến tranh thì mục tiêu của Mỹ và Ukraine và Israel và Đài Loan quan trọng của Mỹ là nước nào ưu tiên hơn? Ý của bạn là giữa Đài Loan, Ukraine và Israel đúng không ạ? thì tôi vẫn nghĩ rằng là họ sẽ ưu tiên israel hơn uh, trong cái uh, gọi là đồng minh của họ Thế nhưng mà nó cũng tùy tình hình bởi vì israel thì họ có thể giải quyết hamas được dễ dàng có thể nói là như vậy trừ khi là iran can thiệp thì mỹ mới nhảy vào thôi còn không thì mỹ chỉ cần điều vài cái tàu chiến và vài ngàn lính thủy đánh bộ đến để mà đứng đó thôi gian đe thôi là được không cần phải trực tiếp tham chiến còn như ukraine thì mỹ sẽ chỉ cần đổ tiền thôi như là lâu nay họ vẫn đổ tiền còn Đài Loan thì sẽ là một vấn đề phức tạp hơn. Họ rất có thể là sẽ phải tham chiến trực tiếp. Bởi vì tiềm lực quân sự của Đài Loan và Trung Quốc chênh lệch quá lớn. Và Trung Quốc luôn luôn đe dọa nuốt chửng Đài Loan. Cho nên với mỗi cái điểm nóng như vậy thì Mỹ sẽ phải chọn cái cách hành xử hợp lý nhất. Theo tôi cũng không phải là nước nào quan trọng hơn nước nào đâu. Đài Loan cũng quan trọng, Ukraine cũng rất quan trọng. Israel lại càng quan trọng hơn với Mỹ. Vấn đề là họ sẽ phải liệu cơm cấp mắm. Khán giả Nguyễn Trung có hỏi là tại sao Mỹ và phương Tây không tăng cường viện trợ vũ khí tiên tiến để Ukraine có bước đột phá trên chiến trường sớm kết thúc chiến tranh hay là muốn kéo dài cuộc chiến tiêu lục để tiêu hao sinh lực Nga đẩy xuống cường quốc hạng hai. À đây cũng là một câu hỏi rất là hay. À, tại sao mà không viện trợ nhiều vũ khí tiên tiến? Thứ nhất, đó là họ cũng phải lo cho cái kho viện trợ của mình. Thứ hai là muốn viện trợ vũ khí thì cũng cần phải có sự đồng ý của Quốc hội trong các cái nước đó không phải là tổng thống cứ nói là được đúng không ạ thứ ba là họ cũng cần phải đánh giá xem là cái phản ứng của nga mỗi lần mà viện trợ các vũ khí đó cho ukraine như thế nào và đương nhiên rồi họ có lợi gì trong cái việc đó thì họ cũng phải được tính toán nếu viện trợ cho ukraine nhiều loại vũ khí tối tân hiện đại như vậy nhưng khi mà ukraine đưa ra trận nó lại thất bại thì thứ nhất là sẽ làm xấu mặt họ thứ hai là những cái công nghệ tiên tiến có thể lọt vào tay của quân địch nên phương Tây và Mỹ họ lo ngại là cũng đúng thôi. Bây giờ thì mới chỉ có xe tăng M1 Abrams là cái mà một trong những cái vũ khí hiện đại hàng đầu đến. Ngoài ra máy bay F-16 thì còn đang bấp mé thôi, chưa đến. Khán giả Lộc Trời có hỏi là tập cận bình khi nào thoái vị? Em nghĩ sang năm. À, cái việc mà tập Cần bình thoái vị hay là không, thì tôi nghĩ rằng là lúc này chúng ta cũng chưa thể lạm bàn được. À, tất nhiên quyền lực của ấy đang bị lung lay sau rất nhiều cuộc thanh trừng trong nội bộ. những cái việc mà ông ấy vị trí của ông ấy trong đảng đang rất là vững chắc, bởi vì ông đang thâu tóm rất nhiều quyền lực. và hơn nữa một cái sự kiện mà nó chấn động như vậy thì nó cũng không dễ xảy ra. tôi nghĩ là phải có một cái sự kiện mà đóng vai trò là ngòi nổ, ví dụ như là chiến tranh tại eo biển đài loan chẳng hạn thì nó sẽ khiến có một cái sự chấn động địa chấn gây ra cái sự thay đổi quyền lực lớn hơn ở Trung Quốc. Và nếu như chiến tranh Đài Loan mà ông Tập Cận Bình thua thì có thể ông ta sẽ mất ghế, còn không thì cũng chưa biết được. Đúng không ạ? Mới đây cái chết của thủ tướng Lý Khắc Cường nó nói lên rất nhiều điều về chính trị Trung Quốc. Nó là một cái nền chính trị hộp đen mà không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Không ai biết trước được ngày mai. Nói sụp có thể sẽ sụp ngay. Ví dụ như Liên Xô cũ, quý vị thấy một cường quốc như vậy nhưng mà chỉ qua một đêm thực sự là như vậy thì đã không còn gì. Cho nên chúng ta cứ nói rằng là chính trị thế giới nó phức tạp nhưng mà nó cũng tiềm ẩn những cái nguyên những cái 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 nhân tố gây gọi là đột phá. Những nhân tố mà sẽ có thể là tạo ra được những cái bước đột phá, những cái sự thay đổi chóng mặt Tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể là dự đoán được những cái biến động hiện tại ở thế giới. Nhưng mà 1 2 năm nữa sẽ có nhiều biến động nữa mà chúng ta khó có thể dự đoán. Và trên kênh trí thức mới thì chúng tôi cũng có một vài cái bình luận về những cái điểm nóng có thể xảy ra trên chiến tranh, những cái xung đột có thể diễn ra chiến tranh thì quý vị cũng hãy theo dõi kênh để mà cập nhật thêm những cái tri thức mới còn bây giờ thì chúng tôi xin được tạm dừng chương trình của mình sau khoảng chục phút trao đổi với quý vị hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo cảm ơn và xin chào